Ở mùa giải 2018, Nam Định đã từng chiến thắng trong trận đấu playoff bằng thi đá luân lưu. Nam Định lúc bây giờ đã thắng đội HNB. Chúng ta đã có một trận đấu sôi nổi, hai đội đã chơi hết mình. Trận đấu đã có 4 bàn thắng. 4 bàn thắng được ghi trong hiệp 1. Ngày mai ở vòng 16 đội quốc gia Bamboo Airways có 4 trận đấu còn lại. Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ có nhiều ghi nhận trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu chất lượng. Trong hiệp 1 của trận đấu, hai bên đã có 10 phút điên rồ từ phút thứ 31 đến phút thứ 41. Dẫn trước 2-0 do công của các ngoại binh người Jamaica Diego Fagan và Jamie Lin. Fagan mở tỷ số, Jamie Lin nâng tỷ số 2-0 sau đường chuyền của Fagan. Nam Định ngay lập tức dồn lên và Rafael Sơn đã có được 2 bàn thắng chỉ trong 3 phút. Từ phút thứ 31 đến phút thứ 41, trận đấu đã có 4 bàn thắng ghi, đều từ ánh đầu. Một điều thú vị nếu chúng ta biết rằng khi còn là cầu thủ, các ông Phan Thanh Hùng và Nguyễn Văn Dũng đều là những chuyên gia chơi đầu. Romelo là người đá quả phạt đền đầu tiên. Những giây phút hồi hộp trước loạt đá luân lưu. Các cổ động viên của Nam Định đã di chuyển từ Thành Nam đến sân Cẩm Phả. Họ đã được chứng kiến một trận đấu rất hay. Nam Định đã phạt đền trước. Đỗ Melo. Đỗ Melo và Huỳnh Tuấn Linh. Không vào! Đây là trận đấu mà Đỗ Melo đã không có được cảm giác dứt điểm tốt. Trong trận đấu anh chơi mờ nhạt, khi có bóng không chứng tỏ được nhiều. Và lúc này thì anh đã đá hỏng quả luân lưu đầu tiên. Tỷ số luân lưu vẫn là không đều. Rất may cho Nam Định là trận đấu ngày hôm nay Rafael Sơn tiếp tục tỏa sáng. Bây giờ là quả đá đầu tiên của Thảo Ninh. Diego Fagan. Fagan và thủ môn 37 tuổi Đinh Xuân Việt. Fagan với quả đá mở đầu cho Thảo Ninh. Cú đá hiểm hóc. Xuân Việt đã bay đúng hướng nhưng không thể cản phá. Tỷ số phạt đền tạm thời là 1-0, nghiêng về Thảo Ninh. Một pha đặt lòng rất chắc chân, tự tin của Fagan, cầu thủ năm nay 33 tuổi. Quả đá thứ hai của Nam Định. Rafael Sơn, cầu thủ đang có phong độ rất cao. Rafael Sơn ngày hôm nay đã 2 lần tìm được mảnh lưới của Tuấn Linh, đều từ những pha đánh đầu. Cú đá rất bình tĩnh, bóng đi mạnh. Tuấn Linh đã đổ đúng hướng.
tuy nhiên đành bất lực. Tỷ số phạt đền tạm thời là 1-1. Cú đá hiểm hóc với lực căng. Quả đá thứ hai dành cho Thảo Ninh. Phạm Nguyên Sa. Phạm Nguyên Sa và Xuân Việt. Cú đá thành công của Nguyên Sa. Tỷ số phạt đền tạm thời là 2-1 cho Thảo Ninh. Cú đá đầy tự tin của Phạm Nguyên Sa, người đã từng là cầu thủ hay nhất ở giải U21 bóng thanh niên. Bây giờ là quả đá thứ 3 của Dược Nam Hà Nam Định. Rất tốt. Pha dứt điểm thành công của cầu thủ Trần Mạnh Cương. Ngày nay Mạnh Cường đá chính ở vị trí hậu vệ cánh phải. Tỷ số đang là 2-2. Quả đá thứ 3 của Thang Quảng Ninh. Đặng Quang Huy, cầu thủ vào sân thay người. Quang Huy đã thành công. Suýt nữa Xuân Việt có thể cản được cú đá vừa rồi. Tỷ số tạm thời là 3-2 cho Thảo Ninh. Cả ba quả đá của đội chủ nhà đều thành công. Tuấn, cầu thủ vào sân thay người, đá quả thứ 4 cho Dược Nam Hà Nam Định. Hoàng Minh Tuấn. Bóng đâu có dọc. Như vậy là trong 4 quả đá đã thực hiện, Nam Định có 2 quả không thành công. Tỷ số luân lưu vẫn đang là 3-2 nghiêng về Thảo Ninh. Dường như sẽ có một quả đá lại vì lỗi di chuyển của thủ môn Tuấn Linh. Thẻ vàng cho thủ môn Tuấn Linh. Hoàng Minh Tuấn chuẩn bị thực hiện quả đá lại. Lần này Minh Tuấn đã thành công. Tỷ số tạm thời là 3-3. Lần trước Minh Tuấn đá bóng đập dọc, tuy nhiên thủ môn Tuấn Linh mắc lỗi di chuyển. Và khi đá lại, cầu thủ 25 tuổi Hoàng Minh Tuấn đã thực hiện thành công. Lasroven đá quả thứ 4 cho Thảo Ninh. Cầu thủ dày dặn kinh nghiệm người Croatia. Cú đá rất chuẩn về kỹ thuật và hiểm. Lasroven cũng đã đánh lừa được Đinh Xuân Việt. Cả 4 quả đá của Thảo Ninh đều thành công.
đá sát vào cột dọc. Có thể nói cú đá vừa rồi của Lars Sundeven dường như không thủ môn nào có thể bắt được. Chung với Hạ Long, quả đá thứ 5 của Nam Định. Hạ Long đã thành công. Suýt nữa Tuấn Linh đã cản được cú đá của Hạ Long. Ngày hôm nay dường như hai đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho những loạt đá luân lưu. Tỷ số luân lưu đang là 4 đều. Thiếu một chút nữa là Tuấn Linh để được bóng ra khỏi cầu môn. Đinh Xuân Việt sẽ đối mặt với người đá quả luân lưu thứ 5, Jamie Lin. Cầu thủ đã có một bàn thắng vào lưới Xuân Việt ngày hôm nay. Cú đá rất chuẩn xác và trận đấu đang kết lại. Chủ nhà Thoại Bình đã thắng Nam Định trên sân phạt đền với tỷ số 5-4. Cả 5 quả đá của Thảo Ninh đều thành công. Cao thủ Fagan, Nguyên Sa, Đặng Quang Huy, Lars Sundeven và Jamie Lin đều thành công với quả đá của mình. Bên phía Dương Lao Ninh, trong 5 người đá luân lưu, duy nhất Đỗ Melo bị hỏng quả đầu tiên. Và cho dù 4 đồng đội tiếp theo Rafael Sơn, Mạnh Cường, Minh Tuấn, Hạ Long đều thành công, nhưng vẫn là không đủ để Nam Định có thể đi tiếp. Chúng ta vừa chứng kiến một trận đấu rất sôi nổi giữa Nam Định và Thái Hoàng Ninh. Đỗ Melo chắc chắn là rất buồn. Anh là người duy nhất đá hỏng quả luân lưu của mình trong 10 cầu thủ đá luân lưu. Anh vốn là một tay săn bàn xuất sắc, nhiều lần là vua vào lưới V-League. Và Đỗ Melo đang dằn vặt bản thân với quả đá hỏng của mình. Nhưng bóng đá là như vậy, không thể nói trước điều gì. Có thể nói nhìn lại trận đấu ngày hôm nay, đội nào đi tiếp cũng xứng đáng. Và nói cho cùng, trên sân phạt đền thì đôi khi mọi chuyện chỉ là may rủi mà thôi. Các bạn thân mến, buổi trận đấu giữa hai đội Nam Định và Thọ Ninh ở vòng 16 đội quốc gia 30 bay đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của mọi người và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở các trận đấu sắp tới tại vòng 3 V-League. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.